Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, số ca bệnh COVID-19 vẫn không ngừng tăng lên và nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng đang là sự quan tâm của đông đảo người dân. Chính vì vậy, ngay trong giai đoạn này, tất cả mọi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình từ những hành động nhỏ bé hàng ngày bằng những thói quen lành mạnh hơn. Thông tin sẽ có trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng. Rửa tay đúng cách và đúng thời điểm ít nhất 30 giây theo các bước hướng dẫn của Bộ Y tế theo những bước sau. Làm ướt hai lòng bàn tay dưới vòi nước, cho xà phòng vào lòng bàn tay và xoa đều. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay và các kẽ ngón, móng tay trong vòng ít nhất 20 giây. Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại. Tráng sạch tay dưới vòi nước, lau khô tay bằng khăn sạch hoặc khăn sử dụng một lần. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và khi đến cơ sở y tế. Việc đeo khẩu trang giúp ta có thể tránh được các nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc với nước bọt của người mang mầm bệnh hoặc nguồn không khí có chứa virus. Mọi người cũng phải lưu ý khi đeo khẩu trang, không nên chạm vào khẩu trang hay tháo ra đeo vào nhiều lần, vì nếu làm vậy, việc đeo khẩu trang sẽ mất đi tác dụng bảo vệ bạn khỏi những tác nhân gây nhiễm virus. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. Tay bạn là bộ phận tiếp xúc với nhiều vật dụng, đặc biệt là các vật dụng công cộng. Vì vậy, việc dùng tay đưa lên mắt, mũi, miệng thường xuyên sẽ rất nguy hiểm bởi nó tăng nguy cơ để virus bám vào niêm mạc, miệng, xâm nhập vào cơ thể của bạn nhanh chóng. Việc che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi vừa hợp vệ sinh vừa giữ phép lịch sự chung, mà cũng là một hành động nhỏ góp phần hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Đặc biệt, nếu bạn đang là người có mầm bệnh trong người, thì đây là hành động vô cùng quan trọng để bảo vệ cho người thân và những người xung quanh. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. Bên cạnh những biện pháp phòng chống chung tập thể, thì việc tự chủ động rèn luyện sức khỏe cho bản thân là nền tảng vô cùng quan trọng. Chắc hẳn bạn đã biết những bệnh nhân tử vong do virus phần lớn đều có bệnh nền và tiền sử bệnh rất nghiêm trọng. Chính vì vậy mà khi bị virus tấn công, sức đề kháng của họ không thể chống đỡ, dẫn đến tử vong. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. Song hành với những biện pháp phòng chống ở trên như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, chúng ta cũng cần quan tâm đến không gian sống, phải đảm bảo không gian làm việc và sinh hoạt luôn có nguồn không khí chất lượng và an toàn. Từ không gian nhỏ như nhà ở, văn phòng đến nơi công cộng như nhà hàng, khách sạn, cơ sở y tế, điều dưỡng và kể cả những cơ sở vật nuôi hay nơi có dịch vụ liên quan tới vật nuôi, động vật. Một không gian sống trong lành, sạch khuẩn sẽ mang đến một sức khỏe tốt cho bạn và người thân. Tự cách ly khi có biểu hiện bệnh. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. Không được chủ quan với những dấu hiệu nhỏ nhất. Nếu xuất hiện tình trạng bệnh như trên, bạn cần phải chủ động cách ly và liên hệ đến các cơ sở y tế để được tư vấn phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho chính mình và an toàn chung của người thân và những người xung quanh. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến và sử dụng ứng dụng cảnh báo tiếp xúc với khu vực và người có nguy cơ mang mầm bệnh. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, chủ động, bình tĩnh, tin tưởng và lan tỏa yêu thương, quyết tâm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn từ những hành động nhỏ nhất hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, con người có thể không có miễn dịch với COVID-19. Đó là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.